Gì vậy? Giống cô Phương vậy. Hả? Giống cô Phương vậy ta. Cô nào? Đức phải cô Phương Dượng Quân không? Dượng Quân. Thôi đừng kêu. Làm phải, gì? Phải cô Dượng á. Cô Dượng làm gì đó? Không biết, giống cô Dượng. Thôi. Cô Dượng ấp đang tình đâu, đang đứng. Hả? Đang đứng chuẩn bị đi. À.